Em có một người bạn đã từng ngồi ở viện mắt Hà Nội 2 và đã giới thiệu em tới đây. Và bạn bảo là ở đây thì dịch vụ các thứ thì rất là ổn ổn. Nên là em đến, và lúc em đến thì em thấy cũng đúng là như vậy thật. Trải nghiệm tất tần tật mổ cận tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2. Tên là Nguyễn Khánh Linh, năm nay mình 20 tuổi, đang học tiếng và chuẩn bị có dự định đi du học trong tương lai. Em biết mình bị cận từ năm lớp 4. Hiện tại thì độ cận của em là 6 diode. Và em là một người cũng khá là hậu động nên là em cũng hay làm gãy kính. Mỗi buổi sáng thức dậy thì việc đầu tiên là cũng phải đi tìm kính ngay, và điều này khiến em khá là bất tiện. Cũng không thích đeo kính là tại vì cũng gây cho ngoại hình của em xấu đi rất là nhiều. Tâm trạng của em thì em cũng thấy khá là lo lắng và hồi hộp, nhưng mà em cũng cảm thấy cũng khá là vui nếu mà mình có thể bỏ đi được cái kính cận đi ạ. Và đến bây giờ thì em cảm thấy khá là vui vì mình đã trải qua được cái cuộc phẫu thuật này. Thấy các chị khá là tận tình ạ, dẫn từ phòng gì rồi vào và nếu mình để cái người dẫn mình đi hết ạ. Sau khi xong mình cũng được dẫn về phòng và